luyện một bài cung đánh 10 sớm thì cũng không khác nhau là mấy thôi. Có vẻ là tỷ số là 0-2. Chúng ta có trận chung kết đầu tiên. Vâng đúng rồi, cảm ơn anh Nguyễn Tuyên. Bạt thôi. Vâng, đây sẽ là trận đấu mà quan trọng ở series đầu tiên và chuẩn bị đến với quân bài trận đấu này. Vâng, hai trận đầu thì là hơi bị hơi khê một chút nhưng mà không sao cả. Vâng, vãi cả tha. Đánh được, đánh được. Vâng, đây là Kata Maxi đối đầu với Iamak, vâng đánh được. Vâng, đây là bài Katarian của game thủ quyết. Vòng bài đã có một bầy hươu, hai con voi rồi. Bãi quả thì cũng là một bãi quả vâng, một bãi quả 6 cây. Vâng, người rừng rú cây cối cũng đã có. Bên kia là IA của 97. Không biết là 97 có tự tin đánh cung không. Bác C của Hoàng Anh. Còn đây là bài của game thủ Hoàng Mai Nhi, bầy hươu 7 con. Vâng, vậy là những cái đầu là cũng là ổn rồi. Sẽ đá bầy hươu này về sẽ sớm nhất về chính phủ có thể. Bên kia là Maxi, hôm nay lại cầm Maxi một loại quân mà cũng tương đối dễ ép đâu. Vâng, tiếp tục là một bãi quả xấu dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, một bãi quả mà vẫn dốc dích. Nhưng mà không sao, có bầy hươu to này là sẽ bù đắp lại được. Vâng, đây là màn hình Max C của game thủ Hoàng Minh Nhiêu, bài hiếu 7. Chưa biết anh dò thêm gì đồ chưa. Bài quả của anh này bài quả xấu ngay thời điểm đầu tiên. Vâng, có bầy hươu nữa rồi. Vâng, hai bầy hươu, một bầy hươu 4 và xa. Vẫn đang đi dò. Còn đây là quýt, một bầy đây bài quýt mắc binh rồi này. Vâng, vậy là bài quýt là mắc binh rồi. Rừng rú cây cối cũng đã có và kia con voi kia vẫy tai, liệu phải là hai con không? Hai con xem nào. Ồ, vâng, vậy là một tình huống mà voi vẫy tai nhưng mà chỉ có một con thôi. Vâng, không đi gió rồi, khả năng quyết sẽ ép với từng đầy đồ. Vâng, em sẽ tí em sẽ chỉnh lại ngay. Còn đây là bài 22 trên 24 của quyết kích đòi với 22 dân thôi. Và mình kia 97 là khả năng điểm số này là 97 lên rồi đấy, 179 này là khả năng lên rồi đấy.
Biết đã lời chưa? IA và Maxi. Còn đối bạn là sẽ có cái lợi thế hơn con IA này nếu trong tình huống chuyển cung. Vâng, 27% của IA. Bài IA giò nó rất là rộng. Vâng, đây là con giò game thủ quýt đi rồi. Đây là nhà game thủ U97, một bài như bây giờ mới đang ăn vàng đến từ game thủ U97. À vâng, em sửa tỷ số đây. Cảm ơn anh em đã nhắc. L2 đến từ game thủ quýt và 97 vẫn chưa ăn được vàng. Vâng, đang đấu giò. Vâng, vừa rồi là con giò của mình mất rồi khi có tình huống con dân thứ hai, à con dân của game thủ 97 đánh vào. Và đây có bánh xe và sẽ một p thủ ra với con IA này. Vâng, game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ đối đầu với Hồng Anh. Hồng Anh kia rồi, nhà gần khu vực ba giò. À đây, vâng, bãi gỗ này, bãi gỗ này. Tình huống này, ui rồi. Vâng, vậy là Hồng Anh đã bo hai chiếc e vào rồi. Vâng, công cả. Vâng, một vâng vậy là thiếu một tí tẹo gỗ thôi. Rồi, đã có chiếc K. Và Hồng Anh sẽ là bài đánh khả năng đánh cung của Maxi rồi. Nếu mà quý Hoàng bao nhiêu công K là đánh cung của Maxi rồi. Vâng, sẽ đi vào đây khoảng tầm có 15 đến 17 con dân. 15 đến 17 con dân của game thủ Hồng Anh đây. Bài là kín rồi. Và đây tình huống ba con dân ra đập chiếc E. Vâng, con K chuẩn bị được sinh ra rồi. Chắc chắn là dân Maxi chưa thể vâng. Vâng, vẩy ba chiếc E. Lọt. Lọt được không? Vâng, vậy là lọt được vào nhà cái thủ Hồng Anh rồi. Vậy là lọt nhà cái thủ Hồng Anh rồi, con K sẽ sản ra. Hình như chưa K sao nhỉ? Vâng, cài rồi. Và cần đây tình huống này Hồng Anh sẽ chết rất nhiều dân đây. Toàn bộ dân với gỗ tham của anh đang là 32. Với bài ca tha của mình. Vâng, đây cung hai áo lên rồi. Chết rất nhiều dân đến từ game thủ Hồng Anh rồi. Một bài đánh cung Maxi. Vâng, chết rất nhiều dân. Vâng, một tình huống này sẽ mua thêm con ca nữa ra. Dân của anh vẫn đang còn. Vâng, có cả lạc đà của game thủ quýt đây. Vâng, phải đợi con ca ra nữa cơ. Nhưng hình như là 97 có hai con chém khả năng ra đây để chờ chém ca đấy. Ô, từ từ xem nào. Vâng, vậy là vào thôi. Quýt báo về là bên kia là bên trong là hết cung rồi. Vâng, con ca bây giờ sản ra rồi. Đây là bãi vàng của Hồng Anh và chưa thấy con cung nào cả. Vâng, tham còn 22 thôi. Tình huống mất tham. Còn đây là tình huống vào nhà của game thủ Hồng Anh. Quýt có đang ở đây không? Vâng, đây là tiếp theo đơn vị quân của Hồng Anh được sản ra. Sẽ là một bài nhận đồ đến từ game thủ Hồng Anh thôi. Còn đây là quýt tham 31 và đang đi vào chân nước bãi ruộng này. Và Hồng Anh sẽ đã bay ruộng rồi. Vâng, Hồng Anh bay ruộng rồi. Tham là 33 trên 22. Vâng, vậy là thắng rồi. Vậy là Hồng Anh đánh cung là trận này lên muộn. Trong khi chém của 97 lên còn muộn hơn. Vâng, vậy là ưng rồi. Vậy là chúng ta đã kết thúc trận đấu thứ ba ở trận đấu thứ hai, à trận đấu đầu tiên.